Vào những năm 1920, Karen Bock, nhà sáng lập Nutrilite, đã nhận ra rằng người bình thường với chế độ ăn nhiều rau quả sống khỏe mạnh hơn những người ăn nhiều dầu mỡ. Karen Bock bắt đầu nghiên cứu về các dưỡng chất trong thực vật mà vào thời điểm đó không ai chú ý đến. Ngày nay, Nutrilite và các dưỡng chất thực vật mà Karen Bock tìm thấy đã phổ biến với tất cả mọi người. Nhãn hiệu thực phẩm bổ sung dinh dưỡng bán chạy nhất thế giới. Nutrilite. Muốn thu được những nguyên liệu tốt nhất từ thực vật, chúng ta phải tự trồng trọt. Đây là triết lý kinh doanh của Nutrilite suốt 75 năm qua để cho ra đời những sản phẩm bổ sung dinh dưỡng tốt nhất. Nutrilite có 4 trang trại hữu cơ, sử dụng bọ rùa để kiểm soát các loài côn trùng có hại, dùng dung đất để làm tơi xốp đất và một quy trình kiểm tra nghiêm ngặt từ khâu chọn hạt giống đến thành phẩm. Đó là lý do tại sao Nutrilite trở thành nhãn hiệu chăm sóc sức khỏe quen thuộc cho mọi người ở khắp nơi trên thế giới. Nhãn hiệu thực phẩm bổ sung dinh dưỡng bán chạy nhất thế giới. Nutrilite.